Chào mừng các bạn đến với kênh review xe đạp của Megabyte. Hôm nay em giới thiệu về mẫu xe đạp Model Time, mã là Mango. Đây là mã Mango. Model Time là một phân cấp cho nữ của thương hiệu California. Nó giống như kiểu là sedan ấy, nó có dòng Momentum thì California nó có Model Time. Mã này là một dòng thuộc dòng mini thể thao, tức là dòng dáng là dáng mini nhưng mà nó là dáng thể thao nhé. Mini thể thao thì nó sẽ có cái đĩa này. Và tiếp theo nó sẽ có ghi đông nha. Ghi đông ngang chứ không phải làm ghi đông cong thì nó đông là mini thường, tiếp theo thì nó sẽ có một bộ biển số, như con này sẽ là 6 feet. Con này thì nó thực sự là bán cực kỳ chạy luôn, tầm dưới 4 triệu gần như nó chạy nhất, 3 triệu rưỡi 4 triệu là nó bán tốt nhất, bởi vì thương hiệu nó tốt và cấu hình nó rất là tốt và kiểu dáng này thực sự là nó đẹp và giá cả nó phù hợp. Cuối video em sẽ để danh sách các màu của nó nhé. Và con này nó chỉ có ghét một cái là nó rất là nhanh hết hàng, tức là cứ bán thì được tầm tháng tháng rưỡi, có khi nào là hết hàng mất mấy tháng. Chứ còn về mọi cái thì chắc không chê điểm gì. Xe là khung nhôm này, đây là khung nhôm này, với hàn nhôm, với hàn vẩy nến này. Đây là cái đề can mã này, đây là đề can Model Time, đây là đề can là California Vai và thiết kế của Mỹ. Đùi ấy là đùi đĩa nhôm trắng luôn, cổ thủ cốt vuông bằng da. Đây chốt cọc pin bằng nhôm. Yên là yên da mềm của California luôn. Và yên này nó là yên da và nó được may rất là tỉ mỉ, rất là có bánh rất là êm. Tức là nó làm cho nữ, cho nên nó làm dày hơn những cái xe thể thao bình thường nhiều. Và nó vẫn làm nhỏ đi thì để nó phù hợp với form dáng nhé. Nó không làm to quá thì nó sẽ xấu. Cái baga của nó thì nó có kẹp đồ và baga tải của nó sẽ được khoảng tầm 45-50 cân, bởi vì là nó sẽ là baga lắp trực tiếp vào khung, chắc rất là chắc. Chỗ này không bị uốn quá nhiều, nó chịu lực tốt này. Đấy, và cái này nó nói chung là chất lượng nó tốt, dày dặn chắc, lắc nó chắc luôn. Phía sau nó có một cái miếng phản quang. Đấy, quang đây còn có một cái nữa. Đây là chân trống này, chân trống thể thao. Mayer là Mayer dày dặn, rất là dày dặn nhá. Nó sơn một lớp mạ trên rồi thì nó sẽ chống rỉ tốt. Đấy, củ phanh là của anh RSX, phanh là phanh đĩa nhá. Phi là 160. Vành là vành nhôm hai lớp dày, vành nhôm trắng luôn, hai lớp dày và bánh là bánh size 26 x 1.5, bánh size 26 x 1.5. Nói chung là xe này dành cho tầm từ 1m45 đến tầm 1m75 thì ok. Đấy, tiếp theo là đến ghi đông. Ghi đông là nó có tay phanh nhôm này. Đấy, tay phanh nhôm rất là dài, dễ bóp. Chỗ này bắt buộc phải làm dài nhé, bởi vì nó có một cái cụm đề Shimano Rivership 6 speed của Nhật. Thành ra nó đẩy cái tay phanh này vào, bắt buộc cái này phải làm dài. Để bóp ở đây nó vẫn được. Và tiếp theo thì đi đâu của nó thì nó là đi đây, cái cô tăng của nó là giống như xe mini bình thường. Có thể chỉnh cao thấp được, tức là mình lấy cái này ra mình có thể xuống nâng cao lên được. Còn đi đâu của nó là đi đâu ngang. Càng kích thước thì là càng là màu trắng luôn. Đấy, Model Time. Mayer trước giống Mayer sau, dày dặn. Đĩa phanh là bắt trực tiếp vào Mayer, rất là chắc chắn nhé. Và củ phanh trước cũng là củ đấy đấy. Tầm giá này lắp như này là rất là ok rồi. Giỏ này thì bên em có tặng nhé, nhưng mà các bác ở tỉnh thì thường bên em không tặng, mà thay vào đấy bọn em sẽ mất tiền. Các bác về lắp thì là vận chuyển một cái giỏ này thì nó có thể trong cùng được. Phía trước nó có thêm một cái miếng phản quang. Theo đến cái gục đùi đĩa, đùi của nó đùi nhôm trắng và nó có một cái chấm xích cách điệu, tức là xe của nữ ấy nó sẽ làm cái chấm xích. Xe nam thì thường nó chỉ có cái chấm nó đẹp trong vấn đề thể thao, chứ nó mà làm cái hộp kín thì trông nó là khá là xấu. Củ sau là củ Shimano Tonage nhất của Nhật, có clip và clip là clip của Asia. Clip này nó chỉ lấy clip của Shimano thôi, còn lại thì nói chung là và nó ít lỗi, còn em nhập cũng chọn hết. Chứ còn nếu mà nhập một clip mà nó kém quá thì hay phải bảo hành, nói chung là vừa ảnh hưởng đến khách và vừa ảnh hưởng đến cả uy tín của mình. Nói chung là sản phẩm nó tốt thì vẫn là cái điều tiên quyết thôi. Rồi, kết thúc video thì em sẽ để thêm mấy cái màu nhé, mấy màu của video. Cảm ơn các bác đã xem hết video và chào các bác.